và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có các nội dung: mục muôn mặt đời sống là chung phóng sự về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, một số những mô hình, những cách làm hay để phát triển tình yêu với sách trong gia đình và cộng đồng cũng sẽ được chúng tôi đề cập tới. Mục chuyện làng quê là phóng sự về hiệu quả công trình thanh niên mã QR thông tin đang được tuổi trẻ Hưng Yên triển khai tại các di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh. Cuối chương trình là mục nét đẹp xứ nhãn, là câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Quang Thạch, giáo viên trường trung học cơ sở Long Hưng, huyện Văn Giang với niềm yêu thích, đam mê sáng tác các ca khúc về Hưng Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong thời đại hiện nay, khi Internet và các thiết bị thông minh trở nên quá thân thuộc và hấp dẫn, thì tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc càng được nhắc tới nhiều hơn bởi những lợi ích mà nó có thể mang lại. Sách được coi là tri thức, là sản phẩm văn hóa và được coi là túi khôn của nhân loại. Việc đọc sách vì thế cũng trở nên cần thiết hơn trong đời sống mỗi người. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách, đồng thời khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Luật Thư viện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2019, quý định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và ngày 4 tháng 11 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1862 về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21 tháng 4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc nhằm khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Tại Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động cũng vừa tổ chức Ngày sách văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo, sách cho tôi, cho bạn. Không chỉ trong ngày hội đọc sách, việc xây dựng các mô hình, kế hoạch lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng tại tỉnh Hưng Yên những năm qua luôn được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 1 thư viện tỉnh, 10 thư viện huyện, thị xã, thành phố, 2 thư viện xã, 5 thư viện tư nhân, hơn 800 tủ sách cơ sở, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập theo đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức công tác luân chuyển sách về cơ sở, tạo nguồn tư liệu đa dạng, phong phú cho các thư viện, tủ sách nhằm cung cấp thông tin, tri thức, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa nông thôn và thành thị cho người dân. Cái thứ nhất là tăng cường cái việc mà bổ sung, sưu tầm những cái tư liệu sách báo có nội dung chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu của bạn đọc tỉnh Hưng Yên. Cái việc thứ hai là chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện bài bản, chuyên nghiệp, có cái lòng yêu nghề. Đồng thời với cái việc đó thì chúng tôi sẽ tiến hành đẩy mạnh cái việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện. Mục tiêu cuối cùng là để đưa thông tin có chất lượng với cái hình thức làm sao nhanh nhất để đáp ứng được cái nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, ai cũng biết đọc sách rất tốt và thật tuyệt vời nếu đọc sách trở thành thói quen từ khi còn bé. Tuy nhiên, để giúp những đứa trẻ, kể cả những đứa trẻ còn chưa biết chữ, yêu thích sách không hề dễ dàng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tới thăm nhà chị Trịnh Thị Tâm tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên và cùng xem chị đã tạo hứng thú cho các con với sách từ bé như thế nào. Tối nào cũng vậy, vợ chồng chị Tâm đều dành ít nhất 30 phút đọc sách cùng con nhỏ. Các bé nhà chị Tâm đều còn nhỏ tuổi, chưa đi học lớp 1. Thế nhưng hiện tại, các bé có thể nhớ và kể lại theo bố mẹ được khá nhiều câu chuyện từ những cuốn sách. Tôi thường cho con tiếp cận với sách từ rất là sớm. Ví dụ như là trong cái quá trình mà tôi mang bầu thì tôi thường xuyên đọc sách cho con nghe. Và khi mà sinh con ra thì trong cái quá trình từ những cái ngày đầu tiên sau sinh ấy, mỗi một ngày thì tôi thường dành ra khoảng từ 5 cho tới 7 phút để tôi đọc sách cho con. Và đặc biệt là đối với trẻ trước 1 tuổi ấy, thì các con học bằng thị giác, học bằng thính giác. Nên là các con rất là hứng thú, tò mò về những cái hình ảnh mà mẹ đưa ra thông qua những cái cuốn sách như vậy. Ban đầu thì tôi cảm thấy là việc đọc sách sớm, cho con đọc hay sớm thì nó không có tác dụng gì. Nhưng mà dần dần thì thấy các con cũng đọc sách và tiếp cận sách thì thấy các con cũng phát triển và nó hiểu biết nhiều hơn. Trong cái sách thì nó rất nhiều câu chuyện liên quan đến giáo dục. Thấy các con nó hiểu biết và mọi cái công việc hàng ngày mình cũng không cần phải bảo nhiều nữa. Các con tự biết là các con xử lý việc. Để giúp các con yêu sách, có hứng thú hơn với những cuốn sách, vợ chồng chị Tâm đã tìm hiểu và tự sáng tạo ra một số cách chuyển thể những câu chuyện, những trò chơi trong sách ra thực tế. Một trong những cách đó chính là làm rạp chiếu bóng tại nhà. Từ những nguyên liệu rất đơn giản như vải,
đèn học, khung gỗ. Anh chị đã giúp cho nhiều câu chuyện trong sách trở nên hấp dẫn hơn trong mắt con trẻ. Và trong quá trình chuẩn bị thì chúng tôi cũng phân chia công việc ra. Bố thì sẽ làm nhiệm vụ là chuẩn bị những cái dụng cụ. Mẹ sẽ chuẩn bị nội dung câu chuyện và các con cũng sẽ hỗ trợ cho bố mẹ trong việc chuẩn bị các cái nhân vật. Và với cái điều đó thì tôi cảm thấy rằng là các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau nhiều hơn, yêu thích cái việc đọc sách hơn. Tạo thói quen đọc sách, yêu sách cho trẻ từ khi còn nhỏ là một việc rất kiên trì và đòi hỏi chính ba mẹ cũng cần làm gương. Nhất là trong thời đại công nghệ số, khi TV, điện thoại có quá nhiều thứ hấp dẫn thì việc đọc sách càng trở nên quan trọng và hữu ích. Vâng, chuyển thể thành rạp chiếu bóng mini trong nhà, một cách đọc sách thật hấp dẫn đúng không ạ? Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều bậc phụ huynh vì bận bịu công việc không thể đồng hành cùng con trong việc đọc sách. Do đó, những không gian đọc với đa dạng các đầu sách phù hợp, hấp dẫn cũng sẽ là nơi giúp trẻ yêu thích và đam mê đọc sách hơn. Tại thành phố Hưng Yên, có một không gian đọc dành cho trẻ nhỏ hoàn toàn miễn phí, đang được khá nhiều các bậc phụ huynh và các con quan tâm yêu thích. Mấy tháng nay, cứ vào cuối tuần được nghỉ học, chị Ngọt tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên lại đưa các con đến không gian đọc trong cửa hàng Smart Kids để đọc sách. Tại đây có rất nhiều sách, truyện tranh dành cho nhiều lứa tuổi và thu hút các bạn nhỏ. Mỗi khi nghỉ thì con sẽ nói với mẹ là mẹ sẽ cho con đi hiệu sách để đọc. Con thích nhất là những cuốn sách là Doraemon và Pikachu. Nhưng mà khi cái mô hình mà cho mượn sách thế này và đặc biệt là mượn sách miễn phí thì thực sự là ngay cả bố mẹ và các con đều rất là thích. Và em rất là thích cái không gian ở đây thì tạo cho cái con cái cảm giác rất là thân thiện khi đọc sách. Và em cũng rất là hay ở đây để đọc sách. Gia đình chị Lê Thị Thảo tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên cũng thường xuyên đưa con xuống không gian đọc Smart Kids vào buổi tối và những giờ rảnh rỗi. Tại đây, mẹ và bé có thể thoải mái lựa chọn và đọc sách. Hơn thế, những khi không có nhiều thời gian, chị lại được tạo điều kiện để mượn sách miễn phí về nhà. Con rất thích đến đây đọc sách tại vì ở đây có rất là nhiều chuyện hay. Con thích nhất là cái chuyện One Piece. Con thì thay đổi rất nhiều, ở nhà thì không gian hạn hẹp thì con có vẻ như không có ham thích cái việc đọc sách lắm. Thế nhưng mà khi đến đây thì rất là nhiều các đầu sách hay thì con rất là thích thú. Mỗi lần mà ăn cơm xong con hôm nào không phải học bài là con luôn muốn là bố mẹ là đưa ra đây để đọc sách. Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2022 trong khuôn viên cửa hàng Smart Kids. Không gian đọc miễn phí này hiện có khoảng trên 300 đầu sách các loại dành cho trẻ nhỏ, các lứa tuổi, sách dành cho mẹ và một số đầu sách phát triển bản thân dành cho người lớn. Tất cả những cuốn sách này đều do chủ cửa hàng là vợ chồng anh Tú, chị Nhung tự đầu tư và liên tục bổ sung hàng tháng. Đọc sách nó là một cái hoạt động mà em thấy nó rất là cần thiết với tất cả mọi người và đúng là nếu mà duy trì được cái văn hóa đọc sách thì là điều rất là tuyệt vời. Chính vì vậy nên vợ chồng em thì chỉ từ cái suy nghĩ đơn giản như thế thôi. Chúng em mong muốn là nhiều bạn nhỏ hơn, từ bé mà các bạn có thói quen thì lớn rồi các bạn vẫn duy trì được thì sẽ là một cái điều rất là hay. Em cũng mong muốn là mọi người cùng tìm đến thư viện ở tất cả các lứa tuổi, mọi người đều tìm được những cái đầu sách phù hợp với mình. Chắc chắn là bọn em sẽ bổ sung đầy đủ những cái sách, sẽ mở rộng thêm trên các đối tượng khác để mọi người cùng có những cái tri thức phong phú hơn. Với những việc làm nhỏ bé của mình, anh chị hy vọng có thể lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc tới nhiều trẻ em và phụ huynh. Công trình thanh niên mã QR thông tin đang được tuổi trẻ Hưng Yên triển khai tại các di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh có tác dụng tuyên truyền quảng bá du lịch theo hướng thông minh, số hóa, theo xu thế thời đại. Từ khi điểm di tích cây đa sải thị trên địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu gắn mã QR, chị Nguyễn Thị Lam cũng như nhiều người dân địa phương và du khách khi đến đây đều cảm thấy rất thuận tiện. Bởi ngoài được trực tiếp tham quan di tích, chị còn có thể tìm hiểu nhiều thông tin quan trọng liên quan đến địa chỉ đỏ này chỉ qua một thao tác rất đơn giản là quét mã QR bằng chính điện thoại của mình. Đối với thế hệ trẻ hôm nay thì việc sử dụng điện thoại thông minh là rất là cần thiết và nhất là khi đi tham quan các địa chỉ đỏ hoặc là các khu di tích, chúng ta chỉ việc quét mã QR để cho chúng ta biết được là những tài liệu về khu di tích này, rồi những hình ảnh đã diễn ra tại khu di tích và chúng ta có thể tìm hiểu rất là nhanh chóng. Trước đây là chúng tôi vào khu di tích thì là chỉ có xem bằng hình ảnh, bây giờ có mã QR rồi thì chỉ cần quét ở trên điện thoại di động là có hết tất cả. Về cái
thông tin của khu di tích này, chúng tôi càng hiểu hơn và sâu sắc hơn rồi về cái khu di tích ở tại Thuận Hưng. Di tích lịch sử Cây Đa Sải Thị, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, đã được tỉnh đoàn gắn biển công trình số hóa vào tháng 3 vừa qua. Công trình được xây dựng dựa trên tích hợp hình ảnh, thông tin giới thiệu về di tích trong mã QR. Người dân sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet đều có thể tìm hiểu về di tích. Khu di tích này chính thức mở cửa, hoạt động đón tiếp du khách vào tất cả các ngày trong tuần. Các cán bộ đoàn viên thanh niên xã Thuận Hưng sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn để người dân cũng như du khách có thể tìm hiểu thông tin về khu di tích một cách thuận lợi nhất qua việc quét mã QR. Đoàn thanh niên thì có trách nhiệm là phụ trách cái việc cập nhật thường xuyên các cái thông tin, hình ảnh rồi các cái tư liệu. Khi mà cập nhật được mới thì đoàn thanh niên sẽ update lên và người dân sẽ có nhu cầu tìm hiểu thêm. Các cái công việc của đoàn thanh niên làm thì rất thiết thực cho người dân, đặc biệt là những người xa, quét mã QR này thì sẽ biết được các cái thông tin qua những thời mốc thời gian của khu di tích lịch sử Cây Đa Sải Thị trên địa bàn xã Thuận Hưng. Cũng rất muốn quảng bá cũng như là giới thiệu để làm sao nhân dân Hưng Yên mà nói rộng thì phải cả nước biết được cái địa chỉ đó của quê hương Thuận Hưng chúng tôi. Tại Hưng Yên, việc số hóa địa chỉ đỏ cũng được đoàn thanh niên các cấp tích cực triển khai. Ngoài di tích Cây Đa Sải Thị, nhiều công trình số hóa địa chỉ đỏ đã được khánh thành với mã QR như đền Ủng, xã Phụ Ủng và di tích Cây Đa Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Đơn Thi, nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Phát huy hiệu quả của mô hình, trong thời gian tới, Tuổi Trẻ Hưng Yên sẽ tiếp tục nhân rộng sáng kiến nhằm ứng dụng rộng rãi tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử văn hóa trong toàn tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Quang Thạch, giáo viên trường Trung học cơ sở Long Hưng, huyện Văn Giang, là người nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động phong trào của nhà trường. Thầy cũng là người có khả năng sáng tác ca khúc ca ngợi quê hương đất nước. Các tác phẩm của thầy Thạch đã trở thành các ca khúc được nhiều người yêu thích. Yêu âm nhạc, thích giai điệu ngọt ngào của những ca khúc viết về quê hương đất nước ngay từ khi còn nhỏ, nên thầy Thạch đã lựa chọn thi vào Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành sư phạm âm nhạc và gắn bó với nghề giáo viên hơn 20 năm qua. Thầy Thạch đã truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc tới những học trò của mình và thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của nhà trường ngày càng phát triển mạnh. Bên cạnh hoạt động giảng dạy trong nhà trường, thì thầy Thạch còn thường xuyên tham gia giàn dựng và biểu diễn văn nghệ trong các hội diễn của ngành, những dịp lễ hội hay phục vụ những sự kiện chính trị của xã, huyện. Quang Thạch ý thức được rằng mình sinh ra trong một cái vùng quê có rất nhiều cái truyền thống văn hóa như là hát chèo, hát quan họ, rồi những cái làn điệu du để góp nhặt vào trong cái lời ca ý nhạc của mình. Tôi thấy thầy Thạch đã phổ những cái bài hát của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Toàn, và có cái bài hát về Hưng Yên, phải nói rằng là nghe rất là tuyệt vời. Đến nay, thầy Thạch đã viết lời và sáng tác nhạc cho hàng chục ca khúc với những nét phong cách riêng, độc đáo, tạo ấn tượng tốt trong lòng người nghe, như bài ca Tuyên giáo Hưng Yên, lời thơ Vũ Văn Toàn, Bừng sáng một miền quê và Tự hào Văn Giang trường em, lời thơ Đào Quang Điền. Trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật về âm nhạc thì Quang Thạch cũng có rất nhiều đóng góp cho quê hương, cũng đã tham gia ở nhiều những cái giải thi và luôn luôn được bạn bè, bạn diễn rất là tin tưởng và giao cho những cái trọng trách là đạo diễn rồi tổng đạo diễn những cái chương trình nghệ thuật. Không chỉ viết lời và sáng tác nhạc cho các ca khúc của mình, thầy Thạch còn được nhiều tác giả tin tưởng, gửi gắm và nhờ phổ nhạc cho các tác phẩm. Một trong những tác phẩm nổi bật và được đánh giá cao đó chính là bài hát Hưng Yên quê tôi, lời thơ Vũ Văn Toàn, được thầy phổ nhạc năm 2010. Đây là một trong 10 bài hát hay nhất về Hưng Yên và được in vào sách âm nhạc địa phương của tỉnh để đưa vào giảng dạy cho học sinh. Với những đóng góp của thầy Thạch trong hoạt động sáng tác âm nhạc, thầy đã nhiều lần nhận được giấy khen của các cấp trao tặng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.